Những ai hay đi làm về ban đêm hoặc đang gặp những cái vấn đề về tâm linh thì hãy thỉnh ngay cái vòng chầm bảo mạng hộ thân bên mình nha. Ngoài tác dụng trừ tà ra thì vòng chầm còn mang đến may mắn và suôn sẻ công việc. Ngoài ra trong thời gian này các bạn thỉnh vòng chầm bên mình sẽ được tặng một cái lá bồ đề bình an khi đi đường, tránh những cái tai nạn xe cộ thương tâm đáng tiếc xảy ra nha mọi người. Nhắn tin về Zalo 0768787621 hoặc gọi trực tiếp cho mình nha. Thì các bạn nói đó là thấy rất là nhiều anh chiến sĩ bộ đội đang đi hành quân. Thì hôm nay mình ra đây và mình sẽ thử cầu cơ xem coi liệu rằng cái mấy bữa trước á, mình coi coi có phải đó là đúng mấy anh chiến sĩ đang hành quân hay không nha. Ok, thì đây, hôm nay mình có đem ra một số thứ thì cũng không có cái gì nhiều đâu các bạn, là bánh, rồi giấy tiền vàng bạc, thuốc lá. Và ở đây các bạn biết đây là gì không? Đây là rượu chuối nha. Nó cũng có màu vàng vàng nhưng mà thật sự nó là rượu chuối hột á, rất là thơm luôn đó. Ở trong nè, rượu chuối mình ngâm với lại mật ong á, cho nên nó có sáp sáp ong ra nè các bạn. Rồi hôm nay mình đem ra cái bản cầu cơ quen thuộc, kèm theo đó là một cái miếng nắp dán hòm nha các bạn. Mình đục đẽo dữ lắm nó mới được cái vuông vức như thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử cầu cơ tại ngay cái gốc cây này. Hai cái cây mà hồi bữa mà mình thấy á các bạn, đó là cái chỗ mà mình thấy một đoàn quân đang hành quân á. Thực sự mình không biết phải hay không, thì bây giờ mình sẽ làm rõ ra coi như thế nào nha. Ok, bắt đầu thực hiện thôi. À quên, hôm nay mình có để một cái máy quay ở phía bên đây nè các bạn. Đây, đó, mình để cái cây ở bên đây nè nha, cái chân máy quay. Có nghĩa là cái máy quay đó nó sẽ quay toàn cảnh ở cái khu vực này luôn, để coi coi khi mà mình làm ở đây xung quanh sẽ có những cái hiện tượng gì hay không nha mọi người. Mình bánh mới mua. Hôm nay mình đi ra ngoài đây khá là sớm á các bạn. Bây giờ mới có 8 giờ mấy thôi, 8 giờ mấy buổi tối á, cho nên cũng còn nhạt, còn tùm lum hết. Đây bánh nha, bánh ngọt đàng hoàng luôn. Đây là thuốc. Ok, bây giờ mình sẽ mồi từng điếu lên ha. Rồi ok, rồi, đây là rượu. Đầy luôn đi. Đó. Rồi đây nè mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cầu cơ và mình sẽ hỏi một số cái thông tin coi như thế nào nha các bạn. Tạm thời thì mình sẽ đặt camera ở đây, bởi vì mình sẽ làm phép bên cái con cơ này trước cái đã. Để cái này vào đây. Bởi vì cái nghi thức cầu cơ á nó cũng khá là nguy hiểm, cho nên mình sẽ nét qua cái đoạn này nha các bạn. Những cái câu thần chú đọc hay là gì gì đó, mình sẽ cắt cái đoạn này qua cho lẹ nha. Sau khi mà mình đọc câu thần chú thì bây giờ mình sẽ tiến hành cầu cơ bằng cái nắp bán hòm này nha các bạn. Dạ, cho con hỏi là ở đây có ai không mà? Cho con hỏi là ở đây có ai không ạ? Nếu có thì cho con xin một dấu hiệu ạ. Nếu có thì cho con xin một dấu hiệu nào được không ạ? Con xin phép kéo về chỗ cũ ạ.
Dạ nếu mà có thì cho con hỏi là ở đây có một người hay là nhiều người ạ? Cho con hỏi là ở đây có một người hay là nhiều người ạ? Ôi, tự nhiên cái đèn nó chớp tắt á mọi người. Ôi. Hết hồn. Ok, vậy là mình biết ở đây là có tới 12 người. Nếu mà 12 người thì đúng rồi. Hồi bữa mà các bạn nói là gặp nguyên một cái tiểu đội mà đang đi hành quân á, thì mình nghĩ chắc là đó. Cái đèn nó chớp tắt rồi mọi người. Đó. Mình không đụng chạm gì luôn nha các bạn. Nè, cái tay vẫn còn để ở đây. Ok, vậy là ở đây hồi bữa mình thấy á, đó là vậy là một đội quân rồi đó các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi tiếp nha các bạn. Dạ, cho con hỏi ở đây tất cả có phải là bộ đội hay không ạ? Nếu có thì cho con xin một dấu hiệu. Có phải tất cả ở đây đều là bộ đội hay không mà? Chỉ có. Dạ vậy thì cho con xin lỗi vì hồi bữa con đã vô tình ngán đường của mình. Con không biết là lúc đó có sự hiện diện của mọi người ở đó à. Thì hôm nay con có đem ra một ít thuốc, bánh, rượu. Thì con mời mọi người à. Dạ con cũng không có cái ý gì xấu hết á. Con ra đây chỉ là để con quay video lại cho mọi người biết sự tồn tại. Gọi là một cái thế giới tâm linh à. Dạ, cho con hỏi là mình có muốn con thực hiện gì không ạ? Con có làm gì được cho mọi người không ạ? Như là hát. Dạ có phải là mọi người muốn con hát không? Bây giờ muốn con hát bài gì? Con cũng có biết hát đâu. Ui. Cho con với nhủ nha mọi người. Dạ muốn con hát bài gì ạ? Nhưng mà con hát dở lắm đó nha.
Lá xanh hả ta? Ok, để mình thử tra Google coi coi cái bài này nó hát như thế nào nha. Mà thực sự là mình không biết hát luôn. Ây da, cái con dế nhủi nó chạy vòng á mọi người. Ok. Đó. Rồi, rồi vậy tạm thời con tạm biệt cái nha, để con tra Google cái bài hát này hát làm sao. Đợi xíu để mình nghe nha. Tạm thời cái khúc này mình tắt tí nha các bạn, bởi vì sẽ vi phạm bản quyền âm nhạc á. Để mình nghe thử coi như thế nào. Ok, thì mình mới vừa nghe sơ qua cái bài này thì theo mong muốn của các anh ở đây chắc là mình sẽ bắt nhịp và cùng hát với mọi người ha. Trước tiên thì cho con nói là con hát rất là dở, mong mọi người đừng có chơi nha. Ok, trước khi hát á, thì mình thấy thuốc bên đây nó cháy hết rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ thay cái khác ha. Rồi. Đây mình còn hai điếu nè các bạn. Rồi. À, có thuốc rồi, mời mọi người hút thuốc nha. Con cũng không có đem theo nhiều nữa. Còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong toàn dân, gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui, anh trai làng có đi chi dịch mùa xuân. Hai mọi người, thì xem tới cái khúc này rồi á, mình nghĩ có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc hỏi vì sao có camera phụ, tại sao không trích xuất lên trên đây để cho mọi người cùng xem cái cảnh lúc mà cái cây nó rung. Tuy nhiên là có một sự cố nho nhỏ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn xem. Ok, đây. Mình rất là cẩn thận mỗi khi mà mình quay á, đặt camera phụ các bạn. Mình hay có cái thói quen đó là kiểm tra trước đó xem coi camera có bị hết pin hay là hư hao gì hay không. Đây. Đây là một cái đoạn video mà mình đã thử trước khi mình đặt camera phụ nha mọi người. Đó. Tuy nhiên các bạn biết cái chuyện gì xảy ra hay không? Đây, đây là cái đoạn mà mình quay. Đó, lúc mà mình đặt camera phụ các bạn thấy điều gì xảy ra không? Nè. Đây, cái số dây nó vẫn chạy. À nó sao nó không thấy được ta? Ok, nói chung là camera nó vẫn quay. Tuy nhiên là không có hình ảnh và cũng không có âm thanh gì luôn á các bạn ơi. Mình không biết và mình cũng không biết giải thích như thế nào về cái vấn đề mà camera nó quay nhưng mà nó không có thấy hình ảnh, cũng không có âm thanh nào luôn. Thì mong các bạn thông cảm như mình ha. Ra tiền tiên thì tài cùng nhau giúp tay. Em chờ anh với bao chiến công lẫy lừng, đi đầu quân, đi trong mùa đông giêng, đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới. Gió nó reo, kia bán treo cùng trong là đi đầu quân, tất cả cho tiền tiến, mau lên đi, với các anh trai làng. Ôi mọi người, mình hát mà cái cây nó rung quá trời rung luôn á các bạn. Giống như là theo nhịp vậy ha mọi người. Không biết là mấy anh có ở trên cây hay không nữa mà mình thấy sao. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hỏi lại một lần nữa nha mọi người. Không biết mình hát vậy mấy anh có chịu hay không nữa. Dạ em hát vậy được chưa ạ? Dạ em hát như thế có được chưa ạ? Mọi người có vui không ạ?
cái con cơ nó cứ quay vòng vòng không à mọi người, giống như là không muốn trả lời hay... Ê... nữa. Ok ok, chắc là do mình hát dở quá cho nên các anh giận hay sao á các bạn. Mình có linh cảm gì nó sao sao á các bạn. Tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ cái xong rồi không nói chuyện nữa. Dạ cho. Ủa sao tự nhiên cái cục đá đâu nó văng vô đây mọi người. Ui. Tự nhiên đá ở đâu mà ai chọi vậy ta? Dạ vậy thôi cho con, mọi người không thích chơi nữa thì thôi ạ. Con xin tạm biệt ạ. Tự nhiên đâu có nguyên cục đá. Nó không biết, không biết có thằng nào nó núp hay là có ai không ta. Ok thì trước khi mình dọn dẹp đi về là mình sẽ đốt giấy tiền vàng bạc nha các bạn. Đốt hết tất cả với tiền vàng bạc. Ui trời. Mình không biết chuyện gì nó đang xảy ra nữa. Có cái gì đó nó hơi kỳ lạ lắm á mọi người. Bỏ vô từ từ thì nó sẽ dễ cháy hơn. What the hell? Các bạn biết gì không? Nhang á mọi người. Thôi bây giờ mình về nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Sẽ hẹn các bạn ở video kỳ sau. Thì sau khi mà mình cầu cơ và gặp 12 chú bộ đội ở ngoài ruộng á, thì mấy đêm về sau cho tới tận bây giờ luôn á các bạn, cũng gần nửa tháng rồi đó, thì cứ cách 2-3 bữa thì mình mơ một cái giấc mơ nó rất là giống nhau. Trong cái giấc mơ đó mình gặp một người đàn ông, người cũng ốm ốm nhưng mà cao, và họ đội một cái nón mà mình nghĩ đó là cái nón của bộ đội, cái nón cối á mọi người. Và cái ông đó đó, ổng cứ chỉ qua phải, chứ không phải là chỉ vô mình nha các bạn, chỉ về hướng bên phải. Rồi sau đó
Một chút lúc sau là ổng biến mất, chứ ổng không làm gì hết. Mà mình không hiểu cái điều gì luôn. Bởi vì khi mà mình nhìn qua cái hướng ổng chỉ á, tất cả đều là tối thui hết đó. Cho nên mình không hiểu cái chuyện gì xảy ra luôn. Và gần đây mình có một cái cảm giác nó rất là lo lắng bồn chồn á các bạn. Bởi vì mỗi buổi chiều tự nhiên cái mình cảm giác ở trong người á, nó nóng rang lên giống như là các bạn bị sốt vậy các bạn. Cho nên ngày hôm nay mình quyết định thực hiện một cái nghi thức. Bởi vì mình nghi là có một cái linh hồn nào đó nó đi theo mình từ cái bữa mà mình đi ra ngoài ruộng á các bạn. Và ngày hôm nay mình ra đây, mình có chuẩn bị một số thứ. Các bạn có thể thấy ở đây ha, mình đã chuẩn bị một số thứ rồi. Đây, ok, đây là ba trái trứng gà. Trứng gà hoàn toàn bình thường nha các bạn. Cái này là mình mua ở ngoài Bách Hóa Xanh á. Đó, đây, hoàn toàn bình thường, không có cái gì ấy hết. Và đây, các bạn sẽ bắt gặp lại cái chuông huyền thoại của nhóm tụi mình ha. Ở dưới đây mình có để một cái lá bùa và để cái chuông lên nha các bạn. Cái lá bùa này để phòng thân ha. Ok, ở đây là bánh và giấy tiền vàng bạc. Ở phía bên này á là mình có trang bị một cái chuông. Cái chuông này nó sẽ báo, nó rất là nhạy. Bởi vì mình treo ở trên đây một cái sợi chỉ đỏ nè các bạn. Và nếu mà có linh hồn nào thì nó sẽ báo ha. Ok, thì ở đây mình có một chai rượu. Để lát nữa mình sẽ đổ vào ba cái ly này. Những ai hay đi làm về ban đêm hoặc đang gặp những cái vấn đề về tâm linh thì hãy thỉnh ngay cái vòng trầm bảo mạng hộ thân bên mình nha. Ngoài tác dụng trừ tà ra thì vòng trầm còn mang đến may mắn và suôn sẻ công việc. Ngoài ra trong thời gian này các bạn thỉnh vòng trầm bên mình sẽ được tặng một cái lá bồ đề bình an khi đi đường, tránh những cái tai nạn xe cộ thương tâm đáng tiếc xảy ra nha mọi người. Nhắn tin về Zalo 0768787621 hoặc gọi trực tiếp cho mình nha. Rồi thì các bạn có thể thấy ở đây mình đã xếp ba cái cây nhang và quấn bằng một cái sợi chỉ đỏ nè các bạn. Đặt xuống ba cái chung ha. Ok, bây giờ trước tiên mình sẽ đổ rượu ra ba cái ly. Đổ rượu ra ba cái ly trước cái đã. Rồi, tạm thời để bên đó. Và bây giờ mình sẽ để trứng gà. Các bạn nhớ nha, đây cái trái trứng gà, mình sẽ đặt nó vô trong đây. Đó. Đặt nó qua đây. Rồi ở đây, đây mình sẽ đặt nó xuống. À, bây giờ mình đã có nha. Rồi, đây là một trong những cái nghi thức để mà phát hiện ra có cái linh hồn nào nó đang theo mình hay không. Mình để cái này xa quá, để xịt qua đây mới đúng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức ha. Mình sẽ đốt cái nhang này lên cái đã. Ở đây á, mình sẽ để cái bàn tay của mình vào chỗ cái ba cái trứng như thế này nha các bạn. Các bạn biết vì sao không? Nếu mà có cái linh hồn nào nó đi theo mình thì ba cái quả trứng này nó sẽ hấp thụ những cái tà khí xấu đó ha. Ok, mình để mình xích xuống cho các bạn xem ha. Rồi, mình sẽ lắc chuông 7 lần. Bởi vì á, mình là nam, còn nếu mà là nữ á, sẽ 9 lần nha các bạn. Mỗi lần lắc mình sẽ đọc một cái câu thần chú. Chuông bên kia nó đã reo rồi kìa. Cái chuông báo hiệu linh hồn. Ok, mình tiếp tục nha.
Cái tay mình bây giờ là mình không điều khiển được luôn á, các bạn nhìn nó rung ra. Ôi cái chuông nó cũng rung theo luôn à các bạn. Tay mình bây giờ tê cứng luôn á mọi người. Không cử động gì được luôn. Không dừng lại được mọi người à, giống như là có ai đang điều khiển cái tay của mình á. Đau tay quá. Các bạn nhìn cái cây nhang nè, hai ngắn một dài luôn. Tay mình chảy máu luôn rồi các bạn ơi. Tay mình để cái này vô lại cái. Ui. Nó không đứng được luôn. Tạm thời là cái tay của mình nó đỡ đỡ rồi các bạn. Không biết là các bạn lúc nãy có để ý là cái cây nhang không? Nó là hai ngắn một dài nè. Mình rút lên cho các bạn xem. Nhưng mà cái tay mình nó đau quá các bạn ơi. Đây à. Đây mọi người, hai ngắn một dài, mặc dù mà lúc nãy là mình để đây, mình đốt cùng một lúc luôn á các bạn. Cái tay của mình đau quá các bạn ơi. Ok, chắc là mình sẽ lấy rượu qua mình rửa một xíu nha các bạn. Đau quá mọi người. Ok, lúc nãy á, các bạn nhìn kỹ á, các bạn sẽ thấy là cái bàn tay của mình nó bốc khói ra, sau đó là giống như là một cái thế lực nào đó nó điều khiển á mọi người. Ok, mình nghĩ là ở trong mấy cái trứng này, không biết là mấy cái trứng này nó có hút được những cái tà khí ở trong người mình ra hay không đó. Ok, bây giờ mình sẽ chết rồi. Thời mình lấy cái bao ni lông mình quấn cái tay mình lại nha các bạn. Đau quá.
Ok, bây giờ mình sẽ đập từng trứng ra để xem coi nó có hút được những cái tà khí không nha. Đây. Đây, một trứng. À, các bạn thấy máu không? Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái trứng này ra. Đây, trứng này cũng không có vấn đề gì luôn mọi người. Ok, còn một trứng này. Đây. What the hell? Ui. Vậy là cái thứ nó đi theo không những nó là linh hồn, mà các bạn nhìn qua nhang thì chắc là mọi người sẽ biết đó là cái gì rồi đúng không? Hai ngắn một dài thì chỉ có quỷ thôi. Ok ok. Ok. Bây giờ tạm thời mình sẽ gỡ ra. Bây giờ mình sẽ ngâm cái tay của mình vô trong cụ nha các bạn. Đợi mình một tí cái. Các bạn nhìn kỹ cây nhang lại một lần nữa nè. Nè, nhìn nha. Đây. Đây. Hai ngắn và một dài. Mình sẽ dùng rượu để mà loại bỏ tất cả những cái tà khí ở trong người của mình luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt ba cái ngón tay của mình vào ba cái ly rượu. Ok, bây giờ mình sẽ đặt ba cái ngón tay của mình vô ba cái ly rượu nha. Ôi các bạn ơi, mọi người nhìn kỹ không? Có một cái ly nó đen thui hết luôn các bạn ơi. Hai cái kia nó vẫn trắng. Ôi nó lại rung lên nữa nè. Thank you.
Mọi người. Thôi chắc là mình xin kết thúc video ở đây. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Thì sau cái video mà bị linh hồn chú bộ đội đi theo á, mình đọc được rất là nhiều comment của các bạn. Các bạn có rất là nhiều ý kiến, là mình phải nói là mình cũng rất là phân vân giữa cái luồng ý kiến là chú bộ đội hại mình hay là chú bộ đội giúp mình. Tuy nhiên là cách đây mấy hôm thì đến bây giờ mình xin đính chính với lại tất cả các bạn rằng những chú bộ đội đó là có ý tốt giúp mình, hoàn toàn không muốn hại mình. Cái giấc mơ mà cách đây mấy ngày á mà mình mơ được, đó là mình mơ không phải một chú bộ đội đâu các bạn, mà là rất nhiều chú bộ đội. Khi mà mình đếm đi đếm lại thì đúng là có 12 chú bộ đội. Và tất cả đều nhìn mình, nhưng mà mình không hề thấy mặt của họ nha. Cái lúc đó là họ đội cái nón cối các bạn, sụp sụp xuống xuống vậy nè đó, cho nên mình không thấy cái mặt. Và tự nhiên á, có một chú tiến lại gần bên mình, và chú ấy nói với mình á, là dừng lại đi, đừng có đi ra ngoài đó nữa, con đang gặp nguy hiểm. Mà đang mơ á các bạn, mình biết là mình đang mơ luôn á, nhưng mà cái âm thanh nó nghe rất là rõ, nó cứ the thé ở bên tai á. Cái kiểu giống như là các bạn thử áp tai vào một cái người khác đi, rồi nói theo cái kiểu mà dừng lại đi, dừng lại đi. Đó, cái kiểu giống như thế đó các bạn. Cái cảm giác nó rất là thật luôn á. Rồi, thế là sau khi mà họ nói xong thì họ dần dần họ biến mất, làm cho mình có một cái cảm giác rất là bất an luôn. Và hôm nay mình ngồi ở ngoài này, các bạn biết mình làm gì không? Mình quyết định là mình sẽ không đi ra cái chỗ mà mình gặp các chú bộ đội ở ngoài kia nữa, mà mình sẽ làm một cái mâm. Trong đây có gà, bánh mứt và muối đâu nè, đây có rượu nữa, để mà cảm ơn các chú bộ đội đã che chở cho mình trong mấy lần vừa qua. Ok, thì video ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi đây và mình cúng cho các bạn xem coi cái cách cúng như thế nào nha mọi người. Mình rất là muốn tìm hiểu sâu về cái ở ngoài đó như thế nào mà các chú lại nói như vậy. Tuy nhiên là vấn đề ở đây mình chỉ có một mình thôi, cho nên mình cũng hơi sợ á các bạn. Ok, thì không nói nhiều nữa, nói nhiều làm cho con gà của mình nó hơi nguội rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cúng luôn nha các bạn. Có thể là cái camera của mình nó sẽ không quay được những cái hiện tượng, ví dụ như là những cái linh hồn hay gì đó, mình nó có thể thôi nha. Cho nên mình có bố trí ở đây đó là một cái chuông, và ở đằng kia một cái chuông nữa, để khi mà các chú mà xuất hiện á thì cái chuông này nó sẽ báo động lên giống như hồi mấy lần trước nha các bạn. Ok, thì đây là cái chuông để mà mình lát nữa mình sẽ lắc và mình gọi các chú ha, gọi đúng người, đúng địa chỉ, chứ mất công mà gọi tùm lum ở đây mình không biết có những cái linh hồn nào nữa ha. Rồi ok, thì bây giờ mình cúng luôn ha, mình mới vừa đốt nhang xong nè các bạn. À, không biết chỗ các bạn sao chứ chỗ mình nó cũng hơi lạnh. Đây là rượu nha các bạn. Mình để là 3 chén rượu. Ở đây á là mình để 12 hình nhân, giống như là những cái bài vị vậy các bạn, tượng trưng cho 12 chú bộ đội ha. À, khi mà cúng á thì nên nhớ đốt một cái cây đèn dầu để mà người ta có thể thấy đường người ta ăn ha các bạn. Đây là một ít bánh mứt và giấy tiền vàng bạc ha. Đây là muối và gạo. Ok, đây là con gà hè. Nó hơi nguội tí rồi các bạn, nhưng mà chắc không sao. Rồi bây giờ mình sẽ đốt nhang và mình sẽ cúng ha. Bình thường thì mình không cần cúng thuốc cũng được á các bạn, nhưng mà thôi cúng cho đủ bộ luôn. Đây mình có thuốc rồi. Ok, thì mình cũng mới vừa lắc chuông á để mà kêu gọi các chú về. Ok, bây giờ mình sẽ cùng coi ha.
À, mình cho các bạn xem kỹ ở đây nè. Nghe không? Các bạn có nghe cái chuông rung không? Đó, tất nhiên là nó sẽ không rung rồi bởi vì chưa có gì hết. Nhưng mà các bạn để ý nè, thấy không? Thấy có gió không? Gió nhẹ nhẹ nhưng mà nó không có đủ lực để mà cái chuông nó rung ha. Ở ngoài kia cũng vậy. Đó, xa xa đằng kia cũng có cái chuông kìa, nhưng mà chưa đâu. Khi nào mà có linh hồn xuất hiện á, lúc đó chuông nó mới bắt đầu nó rung ha mọi người. cái điếu thuốc này của mình đó. Rồi thì chút xíu nữa mình sẽ đốt những cái giấy tiền vàng bạc này ha. Nếu mà cái video này mà nó không rõ thì các bạn cũng thông cảm một xíu nha. Thì khi nào mà có cái camera mới á, thì mình sẽ quay cho nó rõ. Nghe mọi người, chuông nào rung ta? Hình như cái chuông bên đây rung trước nè. Đó. Và nếu mà các chú đã về đây rồi thì con xin phép mời các chú hãy hưởng một ít đồ mà con gửi nha. Kéo và dao để mà mình ăn gà nha mọi người. Con không đem chén dĩa ra bởi vì thôi mình ăn chấm này nó mới ngon. Những ai hay đi làm về ban đêm hoặc đang gặp những cái vấn đề về tâm linh thì hãy thỉnh ngay cái vòng chầm bảo mạng hộ thân bên mình nha. Ngoài tác dụng trừ tà ra thì vòng chầm còn mang đến may mắn và suôn sẻ công việc. Ngoài ra trong thời gian này các bạn thỉnh vòng chầm bên mình sẽ được tặng một cái lá bồ đề bình an khi đi đường, tránh những cái tai nạn xe cộ thương tâm đáng tiếc xảy ra nha mọi người. Nhắn tin về Zalo 0768787621 hoặc gọi trực tiếp cho mình nha. Cái chuông ở đằng xa kìa. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Lúc nãy á, là mình có cho các bạn xem đó là khi mà gió mà nó rung rung cái chuông nó không kêu đâu đúng không? Thì bây giờ á, nó đã kêu rồi đó. Cái giấy tiền vàng bạc đi nha. Mình mới vừa đốt xong giấy tiền vàng bạc, mình mới đốt có một cái à các bạn, mà gió dữ quá nó bay tùm lum hết luôn. Thì ok, bây giờ không biết là các chú ăn tới đâu rồi, nhưng mà chắc là mình sẽ ngồi đây mình đợi một xíu nữa bởi vì nhang chưa có tàn tới phân nửa nha. Bây giờ chắc là mình sẽ đốt thêm một ít nữa, mình sẽ đốt thêm một phong này nữa. Phải cẩn thận á các bạn, chứ không là nó bay ra rồi nó cháy tùm lum luôn á.
Ui các bạn có nghe gì không? Mình mới vừa nghe cái tiếng là giống như là cái tiếng xích đó các bạn, cái sợi dây xích mà nó va vào nhau á. Ở ngoài đây là gió với lại tạp âm khá nhiều, nhưng mà mình ok, cái đèn pin của mình đâu rồi à. Có ai làm cái gì không ta? Không có gì bất thường luôn á các bạn. Tính ra là mình nhìn xung quanh mà mình không thấy gì luôn á các bạn. Nhưng mà rõ ràng là mình có nghe được cái tiếng giống như là cái tiếng sợi dây xích á. Biết diễn tả sao ta? Các bạn thử lấy cái sợi dây xích mà các bạn rơi giống như là ở trên một cái mặt phẳng á, thì cái tiếng nó va vào nhau y chang như vậy luôn á các bạn. Ok, ơi. Mọi người thấy rõ không ta? Các bạn nhìn ba ly rượu nè. Các bạn có nhớ là lúc nãy là mình đổ đầy không? Thì bây giờ á nó chỉ còn có nhiêu đây thôi nè. Cái ly này còn một ít, cái này ly một ít, cái này nó cũng còn một ít luôn nè. Không đổ nha, không đổ nha. Đây các bạn nhìn nè, không đổ. Cái ly không hề lủng luôn nha. Đây. Ôi. Bên này nước gì ở bên đây nè mọi người? Có thể là mấy cái giọt sương ở trên mấy cái lá tre này nè, nó rớt xuống á các bạn. Bên đây nè, tại vì bây giờ đang là ban đêm, và ban đêm chỗ mình hiện tại là nó đang cũng khá là lạnh. Ôi sao cháy được ta? Không xong rồi. Có khi nào là cái này nó mà sao được ta? Sao ba cái này cháy được ta? Ui. Sao ba cái này cháy được ta? Ui. Các bạn thấy rõ ràng luôn đúng không? Sao tự nhiên lại cháy? Ui, nó càng ngày càng gần mọi người ơi. Mình không biết đến từ hướng nào luôn á các bạn.
Nguy hiểm quá mọi người ơi. Có vẻ như là mình mới vừa bị cái gì đó nó nhập vô mình thì phải các bạn. Sao mà bể tùm lum hết vậy ta? Sao? Những ai hay đi làm về ban đêm hoặc đang gặp những cái vấn đề về tâm linh thì hãy thỉnh ngay cái vòng trầm bảo mạng hộ thân bên mình nha. Ngoài tác dụng trừ tà ra thì vòng trầm còn mang đến may mắn và suôn sẻ công việc. Ngoài ra trong thời gian này các bạn thỉnh vòng trầm bên mình sẽ được tặng một cái lá bồ đề bình an khi đi đường, tránh những cái tai nạn xe cộ thương tâm đáng tiếc xảy ra nha mọi người. Nhắn tin về Zalo 0768787621 hoặc gọi trực tiếp cho mình nha. Gà cổ đâu. Má, mình đã lường trước cái trường hợp này rồi. Đây các bạn có thể thấy cái con hình nhân của mình không? Ok, mình sẽ giải thích sau nha. Để mình coi coi nó còn ở gần ở đây không các bạn.
Bây giờ mình sẽ mau chóng thực hiện thôi. Để mình cắt một ít tóc của mình các bạn. Một ít tóc ha. Mình đã lường trước cái trường hợp này rồi. Các anh bộ đội á, các chú bộ đội đã nói với mình rồi các bạn ơi. Nhang đâu hết trơn rồi. Các anh bộ đội, các chú bộ đội á, nói với mình là có một cái linh hồn nào, có một con quỷ nó đang đi theo mình. Và cảnh báo với mình á, cho nên ngày hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi các bạn. Nhưng mà không ngờ nó lại nhanh hơn mình. Đây, mình có đem theo cả kiếm nữa nè các bạn. Ok. Chết mẹ, cắm không xuống. Ok. Các bạn có thể thấy không? Mình đã chuẩn bị hết rồi, mình chuẩn bị cái kế hoạch của mình rồi. Tuy nhiên là cái con quỷ này nó khôn quá. Ok, mình mới vừa bỏ tóc và mình làm phép vào trong cái con hình nhân đó. Nó như là một cái hình nhân thế mạng của mình đó các bạn. Bây giờ mình ngồi mình. Bây giờ mình sẽ ngồi đây và mình đợi coi coi. Mình không biết tại sao lúc nãy mình có thể thoát ra được luôn á các bạn. Ok. Cái camera của mình nó rớt đây luôn rồi nè. Mình gắn nó lên cho các bạn xem ha. Mình mới vừa lắp lại cái camera. Ok. Mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi nha các bạn. Kiếm đây. Ôi cái chuông. Cái chuông nó rung tiếp rồi mọi người ơi. Vậy là cái con quỷ nó chỉ lanh quanh ở đây thôi. Bây giờ mình ngồi mình đợi, chỉ cần nó mà nó vô trong cái con hình nộm kia, cái hình nhân thế mạng của mình, tất nhiên là nó muốn bắt mình luôn á các bạn. Lúc nãy mình nghĩ chắc là do mấy anh bộ đội cứu mình quá. Ủa, nãy giờ mình mới để ý, ủa mấy cái hình nộm, ôi, mấy cái hình nộm của mấy chú bộ đội sao cháy hết trơn rồi ta. Ôi nó rung. Ôi, mọi người nhìn bên kia kìa. Ôi, nó vô rồi. Nó vô rồi. Hỏa thần nghe lệnh, cấp như lực lệnh. Mình có để cái camera phụ ở đây, lát nữa các bạn sẽ thấy được cái lúc mà nó bay vô á. Hy vọng là mình đã đốt được nó. Cũng may là có các chú bộ đội đã cảnh báo với mình trước đó các bạn. Ừ.
Các bạn thấy khói nó bốc lên không? Cũng may là có các chú bộ đội đã cảnh báo với mình trước đó rồi. Thật sự là mình có đem theo chuẩn bị tất cả luôn, nhưng mà mình không ngờ là nó lại nhập vào trong mình, và nó còn phá hết tất cả những cái đồ đạc ở đây nữa. Không biết là trong cái lúc mà mình bị nhập á, là mình có làm cái gì hay không nữa, để lát mình về mình coi lại camera ha. Còn bây giờ thì thôi, chắc là mình xin kết thúc video ở đây. Mình nghĩ là đã giết được nó rồi. Ok, thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau. Những ai hay đi làm về ban đêm hoặc đang gặp những cái vấn đề về tâm linh thì hãy thỉnh ngay cái vòng trầm bảo mạng hộ thân bên mình nha. Ngoài tác dụng trừ tà ra thì vòng trầm còn mang đến may mắn và suôn sẻ công việc. Ngoài ra trong thời gian này các bạn thỉnh vòng trầm bên mình sẽ được tặng một cái lá bồ đề bình an khi đi đường, tránh những cái tai nạn xe cộ thương tâm đáng tiếc xảy ra nha mọi người. Nhắn tin về Zalo 0768787621 hoặc gọi trực tiếp cho mình nha.